Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của em Thành Auto. Thì hôm nay em Thành Auto xin giới thiệu đến các bác chiếc Toyota Innova sản xuất năm 2011. Em này là bản Z đã được nâng lên bản E các bác nhá. Vios 2011 giá thì cực kỳ hấp dẫn, giá cực kỳ hấp dẫn. Và các bác nhớ là phải chú ý để xem đến hết video thì em sẽ công bố giá chiếc xe này. Thì thì một chiếc xe màu trắng thì mẹ mắng cũng mua xem là nó như thế nào nhé các bác nhé. Thì em sẽ đi từng chi tiết một. Thì từ cái bề mặt ga lăng, cái bề mặt ga lăng của em Toyota Innova này, nó được làm thêm những cái thanh viền mạ chrome thì nó rất là nổi bật lên cái đầu xe các bác nhé. Chân em thì hôm nay nó hơi què một chút, nên là đi nếu mà có rung hay là có lắc thì các bác cũng thông cảm giúp em. Thì hôm qua em mải mê ngắm gái một chút thì không may vấp vào cái thành cửa nên là nó bị chảy cái móng chân ra một chút. Đây thì cái cụm đèn pha thì nó hơi kém rồi, thì nếu các bác là ưng thì có thể đến chúng em hỗ trợ thay lại chiếc đèn này, vì chúng em làm nghề thì cái giá nó hỗ trợ sẽ tốt hơn các bác nhé. Thì cái cụm đèn pha này nó hơi ngả màu và nó hơi dạn, nó đọng xương ở bên trong. Tuy nhiên thì cái cụm đèn pha bên này thì nó lại không có vấn đề gì. Đấy, nó chỉ bị một cái cụm đèn pha bên ghế phụ thôi. Cái cụm đèn pha bên ghế lái đây thì nó vẫn còn rất là đẹp. Các cái khớp nối, khớp khít vẫn còn rất là chuẩn chỉ các bác nhé. Đấy, các bác nhìn này, cái đường khớp nối chạy dọc cái lóc capo này. Đấy, các bác nhìn thấy nó đều như thế này. Bề mặt hông sườn xe bên ghế tài này, nó phẳng phiu nuột nà như thế này. Đấy, các bác nhìn nhá, nó phẳng phiu như thế này, không có chuyện là đâm đụng hay là tai nạn ở cái phần hông sườn xe bên ghế tài. Tiếng gõ xe nhìn nghe nó rất đều tiếng, nó rất là đều tiếng như thế này, rất là chắc chắn, nó không có tiếng ộp các bác nhá. Thì chứng tỏ là không có chuyện bả sơn hay là như thế nào cả, nên các bác hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng của chiếc xe này. Đấy, xe thì đã được trang bị hệ thống phanh ABS chống trơn trượt ở hai bánh trước, còn hai bánh sau thì chưa được sở hữu. Lốp lát thì vẫn còn rất là mới, lốp lát còn rất là mới nhá, vẫn còn những cái đinh gió này, bác nhìn nhá, những cái đinh gió này. Đấy, la răng thì đa chấu rất là khỏe khoắn mạnh mẽ. Ba đợt sốc cản phía đằng trước đây, nó phẳng phiu nuột nà như thế này, thì các bác hoàn toàn có thể yên tâm là không có chuyện bị cày mũi hay là bị tông đụng ở cái phần đầu. Đấy, mỗi tội là cái cụm đèn pha bên ghế phụ này thì nó hơi xấu. Cái này thì các bác thay đi một chút là không sao. Đồ của Toyota rất là nhiều, rất là dễ thay thế nhá. Xi nhan thì chưa được tích hợp trên gương ở phiên bản này. Đấy, bề mặt hông sườn xe bên ghế tài đây, à bên ghế phụ đây, nó cũng phẳng phiu nuột nà, không kém gì cái cụm đèn pha, cái bề mặt hông sườn xe bên ghế tải cả. Nên là các bác hoàn toàn có thể yên tâm là không có chuyện đâm đụng hay là tông đụng ở cái phần hông sườn xe bên ghế ghế tải này, ở ghế phụ này. Đấy, thì xe thì chất lượng các bác nhìn qua thì các bác cũng biết. Đấy, đây là em đi ra cái phần đuôi xe. Thì trời, thời tiết nó hơi tối nên là các bác cũng thông cảm cho em một chút, vì chúng em ban ngày rất là bận tiếp khách rồi là làm các cái công việc khác như là chạy giấy tờ các thứ thì nó hơi mất thời gian, nên là không có thời gian quay cho các bác vào ban ngày được. Đấy, các bác nhìn các cái khớp lối chạy dọc quanh cái cụm đèn hậu bên ghế phụ nhá, nó khớp khít chuẩn chỉ như thế này. Đấy, cái xe này thì cột kèo keo chỉ là còn nguyên zin nguyên bản theo xe. Các cái khớp lối đây nó khít kìm thịt như thế này, các bác nhìn kỹ nhá. Khớp nối là từ đến con kiến nó không thể chui vào được, thì lấy đâu ra là cái chuyện tông đụng cái phần đuôi xe này được. Đấy, cái bề mặt cái cụm đèn hậu này nó bóng loáng và nó không có một dấu hiệu chảy xước hay dạn nứt gì. Đấy, em sẽ soi xuống cái hệ thống gầm bệ để cho các bác xem qua một chiếc xe đi từ 2011 xem gầm bệ nó như thế nào. Các bác nhìn qua gầm bệ nhé. Đấy, nó vẫn còn rất là sáng, sắt xi này, sắt xi nó chưa bị han dỉ gì luôn. Đấy, gì riêng thì chỉ có cái ống xả mà bác Lào đi 19 năm 15 mà nó không bị han thì đúng là em có thể sẵn sàng em ngồi xuống em bái phục và thán phục một tiếng các bác nhé. Bây giờ em sẽ mở ra để cho các bác xem qua cái nội thất bên trong của xe. Đây là cái khoang lái, nơi mà các bác sẽ ngồi vào đây để lái chiếc xe này. Đấy, từ cái hệ thống keo chỉ ở trên xe nó còn nguyên zin nguyên bản theo xe như thế này, từ những cái nút giảm chấn vẫn còn nguyên. Đây là điều mà lý do tại sao
những chiếc xe nó chất lượng, nó đánh giá lên, nó nói lên điều gì? Là chủ xe rất là giữ gìn và yêu xe. Đấy, từ cái táp ly này, táp ly này vẫn còn rất là mới nhá, da này vẫn còn rất là xịn sò này. Đấy, các bác nhìn này, các cái đánh dấu của nhà sản xuất nhé, nó chưa bị bật màu, sau 9 năm sử dụng mà nó vẫn chưa bị bật màu. Xe thì cái chuyện sơn tỉa tót thì không tránh được các bác nhé, 9 năm mà không tỉa tót thì là nó điêu, bốc phét. Và tất cả những cái tem mác của nhà sản xuất nó vẫn còn ở trên xe này. Đấy, đây là một cái điều rất là trân quý ở cái điều việc gọi là chủ xe rất là giữ gìn nhá. Đây, cái táp lô này còn rất là mới này. Đấy. Rồi, em sẽ ngồi vào bên trong để cho các bác xem qua tất cả những cái hệ thống ở bên trong chiếc xe này. Xe thì đã được trang bị thêm một cái màn hình khoảng tầm 6 đến 7 inch, cũng đủ để các bác giải trí rồi. Gương chiếu hậu đầy đủ, chỉnh điện luôn. Bốn gương, hai gương ở bên trái bên phải đây. Đấy, chỉnh điện luôn đầy đủ. Xe thì số sàn. Cái vô lăng thì ở cái chỗ, nói chung là sau 9 năm sử dụng thì cái chỗ này mà nó chưa bóng, chưa trơn thì nói điêu. Đi 9 năm rồi thì miết nhiều chỗ này rồi thì chắc chắn là nó sẽ bị trơn, bị bóng. Các bác đúng không? Đấy, cái vô lăng này xung quanh bên ngoài này, nó vẫn còn rất là đẹp. Chỉ có góc 9 giờ và góc 3 giờ thì nó bị trơn một chút nhưng không sao. Đấy, bên trong nội thất này, trần thì đã được bọc trần da. Trần đã được bọc trần da rất là đẹp nhá. Ghế bên hàng ghế phụ đây nó vẫn còn mọng như thế này, căng mọng luôn. Ghế lái đây cũng vẫn còn căng mọng. Đấy, da ghế thì đã thay rồi. Tiếng đóng cửa rất là chắc chắn. Đây, hàng ghế thứ hai đây, các bác có thể xem qua nhé, hàng ghế thứ hai này. Đấy, tiếng đóng cửa hàng ghế thứ hai xem nào. Đấy, nghe nó rất là êm. Cánh cửa ghế lái thì nó đương nhiên nó sẽ mở ra nhiều thì đương nhiên là sẽ khó có thể tránh khỏi là cái chuyện nó cái tiếng kêu nó khác. Đấy. Đấy. Còn những cái cánh cửa khác đóng rất là êm. Bây giờ anh sẽ bật cái lock carbon lên để cho các bác xem qua cái chất lượng máy móc của chiếc xe này, xem nó như thế nào nhé. Rồi, đây máy móc đây. 9 năm sử dụng mà nó vẫn còn khô rong, chưa bị rò dầu, rò nhớt, chưa bị rò gì cả nhá. Đấy. Em xe này thì tất nhiên là cái chuyện ốc ác thì nó không còn nguyên bản được theo xe rồi. Các bác nhìn nhá, ốc ác nó vẫn còn. Tuy nhiên thì cái độ test của nó cũng chưa nhiều. Đấy. Điều đấy thì không tránh khỏi rồi. Đấy, em quay cho các bác rất nhanh qua cái máy móc của chiếc xe này. Thì Vios 2011 giá em chào bán rất là sốc. 2011 giá 215 triệu, 215 triệu cho chiếc Vios sản xuất năm 2011. Thì tiền nào thì của đấy thôi. Tuy nhiên thì đối với chất lượng của chiếc xe này thì giá 215 triệu vẫn còn là quá hời các bác nhé. Thì mọi thông tin chi tiết các bác hãy nhấc máy lên liên hệ ngay với chúng em theo cái số 0979188958 để được hỗ trợ tư vấn hoàn toàn miễn phí các bác nhé. Gửi hình ảnh kèm video đầy đủ báo giá cho các bác thông qua Zalo một cách chi tiết nhất. Còn bây giờ thì em cũng xin phép tạm dừng cái video này tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của em Thành Auto trong suốt quãng thời gian qua. Đừng quên là đăng ký kênh và nhấp vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất khi mà em Thành Auto ra những video clip tiếp theo. Còn bây giờ thì em xin phép chào và hẹn gặp lại các bác.